Chào cả nhà. Hôm nay trời nắng ấm quá chừng luôn các bạn. Thì bữa nay mình ra vườn để thu hoạch một ít bông cải màu tím, bông cải màu xanh. Với mình thu hoạch ít xà lách đỏ, xà lách xanh để mình trồng dưa gang xuống. Thì bữa nay ông xã mình lại đi công tác rồi, cho nên bỏ một mình làm một mình hơi vất vả. Lần trước anh đi công tác 10 ngày, bỏ một mình vừa quay phim vừa làm vườn, bị tuột hết gần 3 phao đó các bạn, hơn ký. Tại một mình vừa quay phim mà vừa phải thu hoạch rồi vừa phải làm đất rồi bưng nữa, vất vả dữ lắm luôn. Nè, cái này thì bữa mình trồng mà đủ bông cải đủ màu, nhưng mà tự nhiên cái màu tím này nè, cái nó có bông trước đẹp ghê luôn, mà có con cây nó tự nhiên nó héo, không biết sao nữa, thôi mình thu hoạch luôn. Còn mấy cái bông cải này thì màu vàng, màu xanh rồi màu trắng nữa các bạn, mà nó chưa có bông. Chứ bông cải xanh này thì cũng bự rồi nè, chắc mình hái này luôn. Đây một cái nữa nè. Còn mấy cái này là cũng chung một một lượt đó mà chưa có à. Cái này thì mình cũng gieo, mình trồng lượt các bạn, nhưng mà chắc cái loại tím này thì nó có bông trước hơn. Cái này thì nó mới héo sáng nay nè, không biết tại sao nó héo nè. Thì cái bông tím này nó ăn cũng giống bông màu trắng thôi các bạn, nhưng mà có màu tím thì nó hơi đẹp hơn chút thôi. Cái này không biết sao nó héo ta. Rễ vẫn còn nguyên à, không biết tại sao cái cây nó héo các bạn, chắc có thể nóng quá hay sao á. Đẹp quá chừng luôn nè. Cái này là còn hơi non các bạn, nhưng mình thu hoạch sớm vậy cho nó giòn, nó ngon hơn. Quá chừng không? Giờ thì mình qua thu hoạch bông cải xanh. Này cũng còn non quá chừng các bạn. Thì nhà bạn nói nếu mình thu hoạch mình chừa mấy cái bông này lại thì mốt nó bự lên mình thu hoạch nữa ha, nhưng mà nó những cái bông này thì nó không có bự bằng cái bông chánh, cho nên mình hái luôn. Cái này xào ngon lắm luôn, giòn rụm mà. Cái này mà nếu mà nó bự một lượt luôn, trời đẹp lắm luôn á. Cái này nó rễ nó không có nhiều lắm, ngon dễ sợ luôn. Thì bây giờ mình lại đây mình thu hoạch cái xà lách. Xà lách là xà lách đỏ các bạn. Mình trồng dưới đây hôm nay cũng lâu rồi, mà trời mất mát cho nên nó mới phát nè. Mình thu hoạch này xong cái mình xới xới đất lên, cái mình trồng dưa gang xuống cho nó bò ra đây. Nếu mà nó bò nhiều thì cho nó tràm ra cỏ luôn. Nó nhỏ nhưng mà ngon dễ sợ luôn nè. Bây giờ nhiều khi các bạn trồng cây ăn trái, mình làm mấy cái khung gì nè, cái mình đổ đất mình trồng rau xà lách đồ, rau thơm nữa các bạn, cũng ngon nha, vừa có cây ăn trái vừa có rau ăn luôn. Đó, hay mình trồng bông cũng đẹp luôn. Thank you.
mà cũng ngon ghê nha. Thì mình qua đây mình thu hoạch mấy cái xà lách này luôn. Xà lách này là xà lách lá xanh các bạn. Mình trồng ở dưới cây táo tàu. Cây táo tàu giờ cũng bắt đầu trổ lá, cũng có bắt đầu có bông nhiều rồi. Chỗ này ông nông dân cắt cỏ không có ấy được. Này loại xà lách lá xanh các bạn, cũng ngon ghê á. Mới đầu mình trồng đén lắm, nhưng mà mấy ngày nắng nắng thì cái nó phát nhanh ghê luôn. Ồ, cái này đổ bánh xèo ha. Cuốn cỡ cuốn thôi, ta cháy luôn. Có nhiều em hỏi là cái cây táo tàu của mình á, là mỗi năm nó có lên lại không á. Thì ở đây thì mùa đông nó lạnh, nó rụng hết lá. Cái mùa xuân cái nó lên lại ha các bạn. Thì ở đây mà lạnh nhất á, thì khoảng trừ 15 độ, nhưng mà cũng ít khi lắm. Nhưng mà mình thấy thời tiết như vậy thì nó lên trở lại ha. Nếu mà chỗ các bạn nào mà nó ấm hơn hay là khoảng trừ dưới 15, 16 độ thì có thể trồng được. Còn nếu mà lạnh nữa thì thôi chắc cũng không trồng được, tại vì nó chết. Lúc đầu mình cũng không nghĩ trồng được á. Xong mình lên mạng mình thấy đọc thì nghe người ta nói có thể trừ 15, 16 độ trồng được các bạn. Một lỗ rau luôn. Bây giờ thì mình lấy cái gốc lên, xong rồi mình xới xới, chắc mình bỏ xíu phân gà nữa, cái mình trồng dưa gang xuống. Mình xỏ xíu phân gà, mình xới xới lên cho cái cây táo tạo nó tốt luôn. Thì thường vợ chồng mình nếu mà đất mới á các bạn, thì mình trồng xong cái mình xới xới lên thì mình có thể lấy gốc ra rồi mình trồng lại nữa. Còn nếu mà đất cũ á thì mình cho xíu phân gà dạng nén này hay là phân gà đất cũng được, mình trộn trộn lên rồi mình trồng tiếp. Cái khi mình trồng á, nếu mà cây ngắn hạn á thì mình không cần bón thêm phân gì đâu. Còn nếu mà mấy cây dài hạn thì tới khoảng lúc mà nó có bông á thì mình bón thêm lần nữa là xong rồi đó. Mình trồng một bụi dưa thôi mà 2 giây. Trồng chỗ này sẽ nó nắng nhất luôn. Bỏ xíu bon meal vô. Cái này là mình tự ươm luôn nè. Phải 2 giây mình trồng luôn. Không muốn chiết ra sợ nó bị mất sức á. Xong rồi này thì mình có cỏ cái mình phủ lên cho nó ấm gốc. Này là dưa gang dạng tròn của Việt Nam nè các bạn, mình mua hộp ở Việt Nam á, qua mình ươm. Dưa gang này thì nó rất là sợ trời lạnh luôn. Nếu mà bên ngoài ban đêm mà dưới 10 độ là nó eo ụt lắm các bạn, nó không lớn nhưng khi nó bị đén luôn. Cỏ siêu cỏ cái mình tủ như vậy nó tốt lắm các bạn, nó ấm gốc với lại nó giữ ẩm mấy cái cây con á, tốt lắm luôn, không có nhiều cho nên là tiện. Wow, trời, cây hồng năm nay trái khủng khiếp luôn các bạn, mà không biết nó đậu hết không, là trái lên luôn nè, nó bự 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 rồi, đặt cây luôn á. Chắc nguyên cái cây này chắc còn 200 trái hơn luôn. Cây kia cũng vậy.
Năm nay chắc hồng trúng mùa nha. Thu hoạch từ một lỗ ra nè. Xong rồi các bạn, một mình vất vả thì cũng thu hoạch xong. Bữa nay thì thu hoạch được một mấy cái, ba cái bông cải tím, hai cái bông cải xanh, xà lách đỏ, xà lách xanh, xà lách lá, các bạn non dữ lắm luôn. Với mình trồng ít dưa gang thì mong là năm nay sẽ có được thu có dưa gang để thu hoạch nha. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Cái này phải đem vô các bạn, để ở ngoài chút cái nó héo à, hết ngon à.